Xin chào mừng đến với Psych Weekly, tôi tên là Huy. Những video trong series 101 Tiến sĩ Hoa Võ và tôi sẽ cùng bàn về những vấn đề cơ bản cần biết khi nói đến sức khỏe tâm lý và tâm vấn để quý vị có thể chăm sóc cho bản thân và gia đình. Và trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về sức khỏe tâm lý là gì, tâm vấn là gì và tại sao gặp một nhà tâm lý lại sẽ ích lợi cho quý vị. Let's go! Có câu chuyện về một người nông dân nọ. Một ngày khi ông đang làm việc trên đồng thì ông đạp phải mìn và ông bị nổ mất một cái chân. Ông nhập viện để điều trị và được gắn một cái chân giả. Không may là cái chân giả này không phù hợp với ông và mỗi lần làm công việc đồng áng, làm công việc nặng thì nó rất là đau. Hậu quả là năng suất lao động của ông bị giảm và thu nhập của ông tụt dốc đến độ ông không thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cuộc sống nữa. Một thời gian sau, ông bắt đầu có triệu chứng trầm cảm. Ông luôn cảm thấy buồn, có những lúc khóc bất chợt, có những ngày ông không thể bước ra khỏi giường để đi làm. Và các bạn biết bác sĩ làm gì không? Bác sĩ mua cho người nông dân này một con bò để ông không phải làm công việc đồng áng nặng nhọc nữa. Và khi thu nhập của người nông dân này cải thiện, triệu chứng trầm cảm của ông cũng được cải thiện và chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện. Không như người Việt có câu rằng có tiền mua tiền cũng được, chỉ không mua được sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tâm lý mà thôi. Qua câu chuyện này, chúng tôi muốn nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa sức khỏe tâm lý và những yếu tố nội tại và ngoại tại. Nó không chỉ là sự mất cân bằng hóa học trong não bộ, nó còn là tính khí, nguồn gốc gia đình, cộng đồng, xã hội, kinh tế, tâm linh. Con người là một tạo vật đa diện, nên ta cần có góc nhìn đa diện khi nghĩ đến sức khỏe tâm lý. Định nghĩa của sức khỏe tâm lý ở đây có thể rằng sự tương tác của các yếu tố nội tại và ngoại tại làm ảnh hưởng đến nhận thức hoặc suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con người. Như vậy tâm vấn là gì? Tâm vấn là mối quan hệ chuyên nghiệp giữa nhà tâm lý và thân chủ. Mối quan hệ này truyền sức mạnh cho các cá nhân, gia đình và nhóm người để họ đạt được những mục tiêu về sức khỏe tâm lý, học vấn và sự nghiệp. Nhà tâm vấn giống như là personal trainer trong phòng gym vậy đó, PT. Người tập vẫn phải tự thân vận động để đạt được mục tiêu. PT là người ủng hộ và cung cấp ý kiến chuyên môn để giúp người tập đạt mục tiêu hiệu quả hơn. Mục tiêu của các bạn có thể là giảm 5 pound, giảm 2 kg hoặc là có thân hình siêu mẫu. Và ngoài cung cấp ý kiến chuyên môn và dạy kỹ năng cần thiết, thì điều quan trọng của một PT cần phải làm là gây dựng một mối quan hệ tốt với khách hàng. Mối quan hệ này rất quan trọng để giúp khách hàng vượt qua những thời điểm khó khăn trong quá trình khổ luyện. Tâm vấn nó cũng có nhiều điểm giống với PT. Quý vị có thể gặp nhà tâm vấn với mục tiêu đơn giản là trở nên quyết đoán hoặc assertive hơn, quản lý thời gian tốt hơn, hoặc các bạn có thể có những mục tiêu phức tạp hơn như là vượt qua sáng trấn tâm lý thời thơ ấu, tập có giới hạn với những người xung quanh, meaning develop good boundaries, hoặc là đối diện với đại dịch hiện tại chẳng hạn. Các bạn có thể tự hỏi, tôi biết tôi phải làm gì, tại sao tôi phải gặp nhà tâm lý? Có nhiều nhà tâm lý còn trẻ hơn tôi, họ đâu có đủ kinh nghiệm để khuyên tôi. Thật ra trong thời buổi hiện tại, rất dễ để chúng ta tiếp cận với những thông tin cần thiết. Chịu khó Google là chúng ta có thể đọc được rất là nhiều thông tin bổ ích cho đời sống của mình. Vấn đề là phần lớn của chúng ta biết mình cần phải làm gì, nhưng chúng ta khó có thể làm được. Ai cũng biết hút thuốc, nhậu nhẹt có hại cho sức khỏe, nhưng khó có ai bỏ được cách dễ dàng. Ai cũng biết nên phải tiết kiệm, tập thể thao, yêu vợ, dạy con, nhưng những điều đó cũng không dễ để làm. Ai cũng biết không nên yêu những người độc hại, toxic people, và ích kỷ, selfish, nhưng lại cứ vào những mối liên hệ như vậy, đối với những người như vậy. Và các bạn có thể thấy là thông tin thôi ấy, thì không thể làm thay đổi con người được. Cho nên tâm vấn không đơn giản là cho lời khuyên, bởi vì lời khuyên thì ai cho cũng được, không cần phải tốn tiền gặp nhà tâm lý để nhận lời khuyên. Có rất nhiều yếu tố phức tạp mà một nhà tâm lý được đào tạo bài bản dù là trẻ tuổi hơn
có thể giúp các bạn nhìn thấy những lý do sâu xa hơn tại sao mình lại tiếp tục làm những điều mà mình biết không nên làm. Từ đó mình có hướng giải quyết lâu dài. Phần lớn, chúng ta biết rằng phần thể chất, phần tâm lý và tâm linh của con người có liên hệ với nhau. Cũng như câu chuyện của người nông dân, tình trạng thể chất có thể ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý và tâm linh. Ví dụ thực tế là đại dịch COVID-19 khiến nhiều người phải hạn chế đi lại và nhiều người cũng bị mất việc làm, kinh tế xuống khiến cho họ dễ bị lo âu và trầm cảm. Một số người còn có thể trong thời gian khó khăn này nghi ngờ về niềm tin của họ. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng phần thể chất, phần tâm lý và phần tâm linh có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Và đây không phải là một khái niệm mới. Kinh Thánh rất nhất quán trong việc nhìn nhận con người là một tạo vật đa diện. Một ví dụ ngay trong những chương đầu tiên của sách đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký. Thượng Đế dựng nên Adam từ bụi đất và hà sinh khí vào lỗ mũi, và Adam trở nên một loài sanh linh. Mọi người để ý là chỉ bụi đất thôi hay chỉ sinh khí thôi không làm nên Adam. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn và tinh vi của cả hai yếu tố thì mới làm nên Adam được. Chúng ta không có linh hồn, chúng ta là linh hồn. Chúng ta không có cơ thể, chúng ta là cơ thể. Chúng ta là sự tổng hợp của yếu tố vật chất và phi vật chất trong một tạo vật đa diện. Chúa tạo nên con người trọn gói, không thiếu phần nào hết và không thể thiếu phần nào hết. Điều gì xảy ra cho cơ thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tâm linh của quý vị. Và ngược lại, điều gì xảy ra đến tâm lý và tâm linh thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Chúng ta là tạo vật đa diện nên không có vấn đề nào thuần túy là tâm lý, thuần túy tâm linh hay là thuần túy thể chất hết. Không có gì sai khi con cái Chúa uống thuốc điều trị cao huyết áp. Cũng không có gì sai khi con cái Chúa gặp chuyên gia tâm lý. Chúa có thể sử dụng rất là nhiều cách để chữa lành con người. Đôi khi Ngài cho phép lạ xảy ra và người đó được lành bệnh. Nhưng mà phần lớn trường hợp, bởi vì chúng ta là tạo vật đa diện nên Chúa sử dụng nhiều nhân tố khác nhau như là bác sĩ, nhà tâm lý, mục sư và rất nhiều người khác nhau trong cuộc sống của chúng ta để đem đến sự chữa lành. Và đó là 4 điểm chúng tôi muốn truyền tải cho các bạn về sức khỏe tâm lý và tâm vấn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin thả cho chúng tôi một like. Nếu muốn được cập nhật về những video mới nhất, xin subscribe. Và nếu có câu hỏi, xin hãy comment bên dưới và chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.